그런 사람은 어디에도 없었냐. 그래서 청와대 대변인 자리도 거절했고 높은 분들 나팔. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ôi trời ơi con ơi, tự nhiên mẹ bị hack mất 2 triệu đi này. Có lẽ nào do Linh dùng SMS hôm nay để bảo vệ tài khoản và Facebook cá nhân. Điều rất đặc biệt là em sẽ được tích hợp trực tiếp vào modem và không yêu cầu cài đặt, bảo vệ cả những thiết bị mà phần mềm bảo mật truyền thống chưa thể làm được như Smart TV hay camera giám sát. Em sẽ bảo vệ thông tin cá nhân, thẻ thanh toán, hình ảnh riêng tư của người dùng trên từng thiết bị khỏi các website độc hại lừa đảo, cũng như sự theo dõi truy cập của hacker và những kẻ ăn cắp dữ liệu. Sử dụng FSafe ngày hôm nay để bảo vệ ví tiền và danh tính của bạn.